Có những bộ phim ta xem một lần để rồi lãng quên, nhưng cũng có những bộ phim đọng lại mãi trong tâm trí như một giai điệu đẹp ngân vang nơi ký ức. Và Cinema Paradiso của đạo diễn người Ý Giuseppe Tornatore là một tác phẩm như vậy. Bộ phim luôn nằm trong danh sách những tác phẩm hay nhất mọi thời đại và còn được mệnh danh như bài học nhập môn cho những ai trót yêu nghệ thuật thứ bảy. Cinema Paradiso là một chiến thắng vẻ vang của nền điện ảnh Ý khi đưa tên tuổi Giuseppe Tornatore ra toàn thế giới và đem lại vô số giải thưởng, trong đó có giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, giải Grand Prix của Liên hoan phim Cannes. Hôm nay, hãy cùng phê phim bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp vượt thời gian của Cinema Paradiso và giải mã vì sao bộ phim lại chinh phục được hàng triệu trái tim trên toàn thế giới, trong đó có cả những nhà phê bình khó tính nhất, bất chấp việc đã ra mắt cách đây hơn 3 thập kỷ. Và đừng quá lo lắng nếu như video của chúng mình có tiết lộ một phần nội dung phim, bởi trải nghiệm trực tiếp xem toàn bộ tác phẩm vẫn là điều vô cùng khác biệt. Cinema Paradiso kể về câu chuyện cuộc đời của vị đạo diễn tài năng Salvatore Di Vita. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ông trở về nhà và hay tin người bạn cũ Alfredo đã qua đời tại quê hương, nơi đã nhiều thập kỷ ông chưa từng quay trở lại. Salvatore hồi tưởng về quãng thời gian khi còn là một cậu bé tinh nghịch Toto sống tại ngôi làng Giancado nghèo khó, vùng Sicily, những năm sau Thế chiến thứ hai, nước Ý cũng đang phải chịu những dư chấn nặng nề khi là kẻ bại trận. Mất cha và sống trong cảnh thiếu thốn cùng mẹ và em gái, như hàng trăm người dân khác trong làng, Toto tìm đến điện ảnh như một sự giải thoát với niềm say mê bất tận. Bằng sự nhanh nhẹn và thông minh của mình, Toto đã làm quen với Alfredo và được học công việc chiếu phim từ ông trong rạp chiếu bóng có tên Thiên Đường, rạp chiếu duy nhất tại Giancarlo. Kể từ đây, chúng ta được chứng kiến tình bạn kỳ lạ và cảm động bậc nhất trên màn ảnh. Cùng với đó là câu chuyện thăng trầm về tuổi trẻ, tình yêu, những đau khổ và vinh quang của một đời người. Cinema Paradiso đã nhẹ nhàng chạm đến trái tim của khán giả bằng cách tái hiện lại những ký ức tươi đẹp thời thơ ấu qua câu chuyện của cậu bé Toto tinh nghịch. Làng quê Giancado hiện lên hoang tàn sau chiến tranh, nhưng vẫn vô cùng đẹp và nên thơ qua con phố dài quanh co, những ngôi nhà cổ kính xinh xắn nơi vùng quê yên bình, khi xe đạp vẫn còn là phương tiện giao thông phổ biến nhất. Người dân tìm đến nhà thờ để đức tin giúp họ xoa dịu đi mất mát của chiến tranh. Và tại đây, họ tìm thấy niềm vui với điện ảnh, món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi tối tại cụm rạp có tên Paradiso, như phước lành đến từ thiên đường của Chúa. Bộ phim gợi lại kỷ niệm một thời khó khăn, khi người xem được chứng kiến cảnh cả làng cùng nhau khóc và cười vì điện ảnh. Bỏ lại ngoài kia vất vả của cuộc sống mưu sinh, những nỗi đau còn chưa nguôi ngoai vì mất đi người thân sau thế chiến. Mọi tầng lớp của ngôi làng nhỏ tụ tập tại đây, không phân biệt giàu sang, nghèo hèn, người mù chữ hay những học giả. Tất cả đều say sưa ngồi trước màn chiếu để theo dõi từng thước phim về tình yêu bất hủ, nhẹ nhàng chữa lành vết thương chiến tranh trong tâm hồn họ. Điện ảnh như ánh sáng của tia hy vọng, khiến con người ta khao khát hạnh phúc và tình yêu. Cậu bé Toto cũng không ngoại lệ, cậu thường lén trốn vé để vào rạp xem phim sau giờ học, dù bị mẹ đánh cho tơi bời vì mê mẩn phim ảnh trong khi gia đình còn nghèo khó. Toto vẫn không từ bỏ đam mê và năn nỉ Alfredo dạy mình nghề chiếu bóng cho rạp Thiên Đường. Một trong những phân cảnh khó quên nhất của Cinema Paradiso là khi Alfredo thấy thương cảm cho đám đông phải chờ cả ngày dài nhưng không thể mua được tấm vé vào rạp. Ông đã xoay màn hình máy chiếu để những thước phim trải rộng trên các tòa nhà và cuối cùng dừng lại trên bức tường lớn, trở thành một buổi chiếu phim miễn phí cho tất cả mọi người tại quảng trường của thị trấn vào một đêm mùa hè đẹp trời. Điện ảnh đã vừa ra ngoài ngôi nhà của Chúa và được ban phát cho tất cả mọi người. Cinema Paradiso kể lại mối lương duyên kỳ lạ giữa Alfredo và Toto, một người đàn ông tuổi ngũ tuần và một cậu bé con còn đang học bảng cửu chương. Dù cách biệt về tuổi tác, nhưng hai con người, một già, một trẻ ấy, bù đắp cho nhau những thiếu thốn trong tinh thần. Họ cùng nâng đỡ nhau để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu lãng mạn với nghệ thuật, dù sự nghèo khó vẫn ảnh hưởng đến họ từng phút giây. Alfredo như một người cha và là người thầy đầu tiên của Toto trong bộ môn điện ảnh. Còn Toto là đứa con mà cặp vợ chồng hiếm muộn Alfredo và Anna hằng mong mỏi có được. Câu chuyện của cậu bé Toto mang nhiều nét tương đồng với khán giả đại chúng, khiến người ta nhớ về một thời thơ ấu hồn nhiên đã qua, khi công nghệ vẫn chưa xâm chiếm cuộc sống hàng ngày. Chẳng ai quên được cảm giác lần đầu tiên ngồi trước màn hình rộng lớn, thả hồn vào bộ phim mình yêu thích.
Đó chính là cái tài của đạo diễn Giuseppe Tornatore khi khơi gợi lại ký ức đẹp trong lòng người xem. Những dòng hồi tưởng được kể lại đan xen qua tâm trí của người đàn ông tuổi trung niên. Quá khứ càng rực rỡ bao nhiêu, hiện tại càng nhuốm thêm màu mất mát, khiến người xem không khỏi thổn thức và đón chờ một cái kết viên mãn cho tất cả mọi chuyện. Với một cốt truyện gần gũi về hành trình trưởng thành, rời xa quê hương để tìm đến chân trời rộng mở, bỏ lại đằng sau quá khứ và một tình yêu tan vỡ. Chính sự đơn giản ấy đã khiến Cinema Paradiso trường tồn cùng thời gian. Bởi lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể gặp lại mình trong tuổi thơ của Toto, tình yêu đầu đời của Salvatore hay những dằn vặt tuổi xế chiều của quý ngài Divita. Trong thời đại của dịch vụ phim trực tuyến lên ngôi và chúng ta đã quá quen với việc xem phim trên màn hình máy tính hoặc chiếc điện thoại nhỏ trong tay, Cinema Paradiso làm dâng lên nỗi nhớ nhung cảm giác kỳ diệu của những lần xem phim trước màn ảnh rộng lớn, trong rạp chiếu, cùng người mình yêu mến. Và thường những kỷ niệm gắn với rạp chiếu phim đều đặc biệt và đáng nhớ với tất cả chúng ta. Bản phim nổi tiếng trên toàn thế giới là phiên bản 124 phút do Miramax phát hành. Đây cũng chính là phiên bản chính thức và mang lại vô số giải thưởng danh giá cho tác phẩm. Trước đó vào ngày 29 tháng 9 năm 1988, đoạn phim gốc dài 173 phút lần đầu tiên ra mắt tại Liên hoan Điện ảnh Europa ở Paris, Ý. Những người có mặt vào thời điểm đó không hề biết rằng họ sẽ nằm trong số rất ít người được xem phiên bản này cho đến khi nó được phát hành rộng rãi 14 năm sau. Điều này đã dẫn đến sự tò mò và so sánh, thậm chí tranh cãi giữa những người yêu phim về hai phiên bản của tác phẩm. Khi ở phiên bản có thời lượng dài hơn, người xem được chứng kiến cuộc hội ngộ cảm động giữa Salvatore và Elena cùng góc khuất chưa được biết đến của câu chuyện tình. Trong phiên bản 173 phút, sau đám tang, Salvatore nhìn thấy một cô gái trẻ giống hệt Elena trước kia và theo cô về nhà. Tại đây, anh được gặp lại tình yêu đã đánh mất của cuộc đời mình và biết được lý do tại sao cô biến mất khiến cho anh vô cùng đau khổ. Mặc cho mọi nỗ lực tìm lại tháng ngày hạnh phúc, cả hai vẫn không thể tránh khỏi sự chia ly thêm một lần và mãi mãi, vì mọi thứ đã trở nên quá muộn màng. Những ký ức vắng bóng và đứt gãy suốt 30 năm trong cuộc đời Salvatore như sống dậy. Cuộc hội ngộ dù không có cái kết viên mãn với Elena, tình yêu đích thực duy nhất của Salvatore đã khiến cuộc đời anh trở nên vẹn tròn và vơi đi nỗi bất hạnh. Đối với khán giả yêu thích Cinema Paradiso, phiên bản 173 phút của bộ phim chắc chắn là điều bạn không thể bỏ qua. Sự kỳ diệu và chất thơ của bản gốc vẫn còn, nhưng những cảnh được thêm vào tạo nên một trải nghiệm điện ảnh hoàn hảo và đáng ngạc nhiên. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí A Taste of Dawn, Giuseppe Tornatore đã chia sẻ rằng thật đau lòng khi nhận ra rằng cuộc đời không thể tránh khỏi những bi kịch và bi kịch của cuộc đời cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Điều này khiến trái tim tôi tan nát, như Alfredo đã nói trong phim, cuộc đời luôn khó khăn hơn những gì diễn ra trên phim ảnh. Cinema Paradiso đã gợi lên ký ức tươi đẹp về tình yêu, tuổi thơ và cả mất mát trong tâm hồn mỗi người. Người dân ở ngôi làng nhỏ sẽ chẳng bao giờ được xem những nụ hôn kinh điển vì đã bị vị mục sư cắt, cũng như những ước mơ dở dang mãi chôn chặt tại miền quê nghèo lạc hậu. Alfredo không muốn cuộc đời Salvatore dừng lại ở đó. Ông muốn anh như con thuyền căng gió ra khơi, theo đuổi ước mơ và biến chúng thành sự thật. Alfredo đã dặn Salvatore đừng bao giờ quay lại dù chỉ một lần. Vì ông đã nhìn thấu tâm hồn đa cảm của anh, chỉ cần một chút cảm xúc sống lại, anh sẽ không đủ mạnh mẽ để ra đi. Bằng chứng là suốt 30 năm, Salvatore đã đi qua nhiều cuộc tình chấp nhoáng, nhưng không thể gắn kết với bất kỳ người phụ nữ nào. Anh vẫn cảm thấy yếu đuối và tổn thương khi chứng kiến rạp Paradiso bị phá hủy và khao khát có được Elena thêm một lần nữa. Hình ảnh người đàn ông ngũ tuần với ánh mắt rưng rưng khi xem lại những thước phim cũ của 30 năm về trước đã thể hiện tất cả những nỗi đau khó phai mờ đó. Cái kết của bộ phim mang màu sắc hiện thực khi nhắc nhở chúng ta rằng sự thành công luôn phải trả giá bằng những mất mát, hy sinh tương xứng. Đỉnh cao danh vọng mà Salvatore vất vả đạt được không đồng nghĩa với việc anh hạnh phúc trọn vẹn. Salvatore đã mãi mang theo mình một trái tim tan vỡ kể từ ngày rời khỏi Giancarlo. Và sau tất cả, anh đã lựa chọn chấp nhận để quá khứ ở lại phía sau, hài lòng với thực tại của mình. Bản di chúc từ Alfredo là cuốn phim chứa tất cả những nụ hôn đã bị loại bỏ khỏi các bộ phim được chiếu tại Paradiso trong nhiều năm. Đây có lẽ là trường đoạn xuất sắc và cảm động nhất trên màn ảnh từng được biết đến và quá hoàn hảo để tạo nên một cái kết đầy nước mắt vì hạnh phúc và cả tiếc nuối trên gương mặt của nhân vật Salvatore, cũng như những người yêu mến Cinema Paradiso. Góp phần không nhỏ vào thành công của Cinema Paradiso là âm hưởng da diết và nên thơ đến từ nhà soạn nhạc Ennio Morricone, là tác giả của nhiều bản soundtrack kinh điển,
bao gồm The Good, The Bad and The Ugly, The Untouchables và Bugsy. Với hơn 500 bản nhạc trải dài suốt sự nghiệp của mình, ông cũng là người đã gây ảnh hưởng cho nhiều nhà soạn nhạc phim tài ba trên thế giới, trong đó có cả Hans Zimmer, người thổi hồn cho những tác phẩm điện ảnh như Inception, Interstellar, Gladiator. Dù chưa từng xem Cinema Paradiso, soundtrack của phim vẫn vô cùng xứng đáng nằm trong danh sách những bản nhạc không lời bạn nên nghe. Đạo diễn Giuseppe Tornatore nói rằng điện ảnh là thứ vĩnh cửu hơn cả cuộc đời, bởi cuộc đời là bộ phim chúng ta chỉ được xem một lần. Còn điện ảnh thì khác, chúng ta có thể đắm chìm hàng ngàn lần tùy thích. Đó chính là sức mạnh vượt thời gian của điện ảnh. Cuộc đời là một hành trình đầy gian nan, và đôi khi âu lo đè nặng trên vai khiến chúng ta quên đi vẻ đẹp và sự kỳ diệu của nó. Khi ấy, hãy cho phép mình dừng lại và tìm đến một bộ phim như Cinema Paradiso để đánh thức những ký ức tươi đẹp trong tâm hồn bạn. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.